Dòng này thì cái lá kháng bệnh rất là tốt, lá rất là dày, lá của nó rất là giống cây nho dại luôn mọi người, nhưng mà nó thuộc là cây ghép nha mọi người. Đó, cây ghép thì quả nó đây, đây đây mọi người thấy nè, trái rất là xum xê luôn, cây mới được 1 năm rưỡi tuổi thôi nhưng mà trái rất là nhiều đó. Giống này thì trồng cho cà phê nè, sân vườn, sân thượng rồi nè, là nó kháng bệnh rất là tốt. Cái anh chị chăm sóc mà nó cũng đỡ, không có thuốc men gì hết á, nó đâu có bệnh đâu, lá rất là dày luôn mọi người đó. À, cái anh chị miền Tây nè, ngoài Bắc nè, Sài Gòn nè, trồng rất là nhiều đó. Thì khi nào mà nó chín thì em sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Đó, đây là giống nho kẹo 126 đó mọi người, người ta gọi NH01 126 á, nó nho kẹo chín là màu đen.